Chào bạn, trong bài ngày hôm trước chúng ta đã tìm hiểu về các thiết bị, về laser rắn, laser khí, laser bán dẫn. Và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ phân loại thiết bị laser dựa vào công suất thấp và công suất cao, tức là chúng ta dựa vào công suất của nó để chúng ta có thể dùng trong điều trị vật lý trị liệu cũng như là dùng trong trong ngoại khoa. Đầu tiên là laser công suất thấp. Laser công suất thấp thì được dùng phổ biến nhất, đó chính là loại laser helium neon, loại laser vừa rồi mình nói đấy. Đó là một loại laser khí, phát tia laser có màu đỏ, bước sóng là 632,8 nanomet, độ rộng là 0,01 amperong và công suất phát nằm trong khoảng từ 2 cho đến 30 mW. Đấy. Và nó khả năng ứng dụng của loại laser này trong y tế là rất là rộng rãi, có thể chiếu diện này hay là chiếu ngay trong lòng mạch máu này. Tương ứng với ba kỹ thuật chủ đạo đó, người ta chế tạo laser helium neon với cái đầu rải tia đấy, laser helium neon với đầu đầu quang dẫn, laser helium neon với đầu đầu nội nội mạch. Và trong tất cả các thiết bị này thì đều có lắp một cái bộ định vị thời gian. Vì cái thời gian chiếu ấy là yếu tố quan trọng trong liệu trình điều trị. Ví dụ như là trong máy HNZSQ2 thì thời gian có thể điều chỉnh trong khoảng từ 1 cho đến 24 phút. Vì công suất của máy phát này là khá lớn, vào nằm trong khoảng là 25 mW. Nên thời gian chiếu như vậy là đáp ứng đủ mọi yêu cầu. Ở thiết bị Helios D597 thì có lắp đặt hai hệ thống quang dẫn ở đầu ra, hai ống phát laser có công suất là 8 mW. Ở thiết bị Helios D597 ấy, thì có lắp một cái đồng thời hai hệ quang dẫn, hai hệ quang sợi ở hai đầu của ống phát laser có công suất là 8 mW. Đấy, điều này nó rất thuận tiện khi mà chúng ta chiếu cả hai bên tai và mũi. Vì vậy nên độ tập trung cao, mật độ công suất tại cái đầu bút quang ấy lên tới 500 mW trên 1 cm vuông. Khả năng xác định thời gian ở máy này vào khoảng từ 1 cho đến 99 phút. Tia laser ở đầu bút quang cũng có thể dùng để chiếu lên các huyệt châm cứu hay là các vùng phản xạ. Cả hai loại thiết bị này đều phục vụ cho kỹ thuật chiếu laser từ bên ngoài cơ thể. Cũng có kỹ thuật chiếu laser vào dòng máu đang lưu hành trong cơ thể sống. Đó là loại laser nội mạch mà thiết bị được giới thiệu ở đây chính là KX350-1B. Trong laser vật lý trị liệu, đây là phương pháp chiếu hiện đại nhất và đang còn là ở giai đoạn phát triển mạnh nhất. Lúc này, thông qua một hệ dẫn thích hợp bao gồm kim chạch này, ống dẫn đường này và quang sợi thì tia laser đưa vào lòng tĩnh mạch và chiếu trực tiếp vào máu. Qua đó gây nên một cái hiệu ứng kích thích sinh học có tính hệ thống và tác dụng lên toàn thân. Công suất đầu ra của kim quang sợi thì chỉ vào khoảng là 6 mW. Thời gian có thể điều chỉnh là trong khoảng từ 1 đến 99 phút. 1 đến 99 phút với bước nhảy là 1 phút. Kỹ thuật laser nội mạch đã xuất hiện và thu được nhiều kết quả trong những năm gần đây. Tuy nhiên nó gặp phải những cái nhược điểm, đó là kim chọc to này, gây đau đớn trong kỹ thuật can thiệp này, có thể gây chảy máu, gây phiền toái đến bệnh nhân này. Đấy. Tuy nhiên trong những năm gần đây thì kỹ thuật này được hoàn chỉnh dần và chủ yếu là ở phần dẫn tia vào mạch, khiến cho kỹ thuật này là chỉ tương đương với kỹ thuật truyền dịch thôi. Nhờ đó nó giảm bớt nhiều khó khăn và tạo được cái bước phát triển mới. Đây là cái sung đơn dạng sung các dạng sung của laser helium neon đấy. Thì nói chung là không có một quy định cụ thể nào cho công suất
công suất phát của cái máy laser cả. Bởi vì thông qua một hệ dẫn thích hợp, chọn thời gian chiếu thích hợp thì người ta có thể đạt đến cái mật độ năng lượng cần thiết và mang lại kết quả điều trị tốt. Có nhiều hãng trên thế giới thì chế tạo laser công suất khoảng là 2 mW, 10 mW, 20 mW hay 30 mW. Đấy, khi chiếu ngoài trên diện xác định để chống đau thì có thể sử dụng laser CO2 với chế độ phân kỳ. Đấy, đặc biệt là chấn thương thể thao đòi hỏi phải xử trí gấp rút để vận động viên có thể sớm trở lại thi đấu. Đấy, mặc dù laser CO2 có công suất phát hàng chục watt, hệ thống kính tích hợp đưa ra mật độ công suất, nhưng mà nó cũng đưa ra được cái hệ công suất thấp khoảng vài miliwatt. Có hai chế độ là chế độ xung và chế độ liên tục. Xung là tín hiệu chỉ phát đi trong một khoảng thời gian ngắn, giữa đó là cái khoảng trống mà tín hiệu có giá trị bằng bằng không. Chúng ta đã biết và quá quen thuộc với xung điện rồi đúng không? Laser có thể phát ở dưới dạng xung như vậy. Chúng ta hãy nhìn hình. Đấy, nhìn hình. Trước hết, mỗi xung có một cái dạng xác định. Thông thường thì chúng ta làm việc với xung vuông góc, xung tam giác và xung đăng cưa. Có 3 tham số để mô tả một xung đơn. Đó là biên độ xung là A, bề rộng là tô và khoảng cách là tô C. Đơn vị A chính là đơn vị đo tín hiệu điện từ laser, đơn vị tô cũng như tô C cũng như là TC chính là cái đơn vị đo thời gian. Phối hợp tô R và TC thì sẽ cho chúng ta biết được cái số xung phát trong cái đơn vị thời gian, một trong những cái đặc trưng quan trọng của tín hiệu xung. Đấy. Và nếu các bạn muốn tìm hiểu cụ thể hơn cái phần này thì các bạn vui lòng inbox cho mình. Đấy. Cái loại laser công suất thấp thứ hai được sử dụng nhiều trong y học là laser bán dẫn. Đấy. Bước sóng này là nó nằm trong khoảng là 830 cho đến 890 nanomet, độ rộng phổ từ 0,3 cho đến 10 angstrom, có công suất phát nằm trong khoảng từ 4 cho đến 15 mW liên tục. Tức là nếu mà ở chế độ liên tục thì nó nằm trong khoảng từ 4 cho đến 15 mW. Còn ở chế độ phát xung nó nằm trong khoảng từ 5 cho đến 30 mW. Thì như đã nói thì laser bán dẫn thì nó gọn, nhẹ, giá thành là khá thấp. Song chất lượng tia xét về mặt đơn sắc thì không bằng laser hệ neon. Tức là độ rộng phổ nó quá lớn đi. Đấy. Laser hệ neon có màu đỏ thuộc vùng ánh sáng khả kiến. Cái này là mình nhắc lại nhá. Laser bán dẫn thì là lại nằm trong vùng hồng ngoại. Chúng nằm trong những cái vùng hấp thụ khác nhau của cơ thể sống, đúng không? Và thiết bị laser bán dẫn hay thường gặp nhất là thiết bị châm cứu. Và sau một cái quá trình nghiên cứu tại rất nhiều học viện thì đã chứng minh được sự vô hại của tia laser và đã đo được cái độ xuyên sâu của tia, tác dụng của tia laser cùng với kỹ thuật châm cứu laser thì đã mở ra một cái triển vọng mới cho cái ngành kỹ thuật châm cứu tại châu Âu cũng như là tại châu Á chúng ta. Đó là một kỹ thuật không gây chảy máu, không gây đau đớn và đặc biệt là hữu hiệu cho nhiều bệnh nhân nhỏ tuổi. Cả laser hệ neon và laser hồng ngoại đều có thể được dùng trong châm cứu. Tuy nhiên, trong laser bán dẫn ấy thì nó có ưu thế nhờ độ đâm xuyên cao hơn. Cho nên laser châm cứu có thể chế tạo theo chế độ là một đầu hay nhiều đầu để có thể châm cho nhiều huyệt. Một đặc điểm khác nữa là sự thay đổi tần số khi châm cho những huyệt khác nhau. Có những cái nhóm thiết bị laser mà sẽ được phân theo công suất, đó là laser công suất cao. Có rất nhiều dạng và nhiều chủng loại laser công suất cao. Cách phân loại hợp lý tốt nhất là phân loại dựa trên tương tác bức xạ laser với tổ chức sống, vì đó là cách phân loại định hướng lâm sàng và rất có ý nghĩa xét về mặt y học.
có bốn loại nhóm laser công suất cao. Nhóm thứ nhất là nhóm thiết bị phổ biến nhất hiện nay là laser dùng hiệu ứng nhiệt để quang đông hay bóng bay tổ chức. Nhóm các thiết bị dựa trên hiện tượng quang hoặc hóa bức xạ laser. Nhóm thiết bị dựa trên hiệu ứng bóc lớp. Đối với cái nhóm thiết bị hiệu ứng quang bóc lớp thì thành phần chủ lực của nó chính là laser excimer có bước sóng nằm trong vùng cực tím và phát xung cực cực ngắn. Có thể nói đây là một cái dao mổ cực kỳ tinh tế và có thể thực hiện được tác dụng như chạm chạm trổ. Nhóm laser công suất rất cao thì có độ xung rất là nhỏ, cỡ nano giây và cỡ nhỏ hơn. Khi hội tụ những cái laser này thì có thể tạo ra sóng xung kích và có thể phá được sỏi. Hiện nay thì ở Việt Nam ấy, laser công suất cao có thể sử dụng thông dụng nhất trong các bệnh viện là laser CO2. Đấy, là một cái loại laser thuộc cái nhóm nhóm thứ nhất. Laser CO2 có bước sóng, nhắc lại phần này là 10.600 nanomet, chế tạo nằm trong khoảng từ 5 cho đến 100W. Với loại laser này thì chưa hoàn chỉnh được cái sợi quang thích hợp. Thiết bị dẫn tia luôn là một hệ thống quang, tức là một hệ thống trục khuế, trục khuế. Với tia dẫn là laser hiệu neo được lắp đồng trục. Đấy. Loại laser CO2 hoàn chỉnh có công suất phát là 30W, được điều chỉnh là từ 1 cho đến 30W theo từng từng bậc watt. Và thay vì cấu trúc nòng súng cứng nhắc, tức là cái máy nó thường được chế tạo theo kiểu nòng súng nhỏ gọn, có thể sử dụng để xử lý các tổn thương da, cắt kỹ, và các loại thiết bị này có thể bỏ một cái vali nhỏ, xách tay và đem đi cái cơ sở xa. Thì loại laser này sử dụng có hệ thống quang cơ với 7 gương phản xạ, tạo nên một cái bàn tay phẫu thuật cho bác sĩ đủ để độ cơ động cho tất cả các chiều. Để tăng cái khả năng cơ động này thì có thể hoàn thiện máy về mặt mỹ thuật công nghiệp. Chúng ta có thể dùng máy sử dụng máy là GZ30. Hệ thống trục khuỷu của máy này cũng nằm ngang và được lắp đặt là dựng đứng, tạo nên cái ấn tượng gọn gàng trong phòng mổ. Đấy. Và đây là cái thiết bị được chế tạo theo công nghệ hiện đại, công nghệ vi xử lý giúp tạo ra được cái tốc độ cắt cao, đường cắt chính xác và giảm thiểu được sự chảy máu. Để tăng độ bền của máy và cần hoàn thiện hệ thống làm lạnh thì hệ thống nội lưu của thiết bị GZ30 nó được cải tiến về chế độ phát. Thì GZ30 làm việc theo cả chế độ liên tục lẫn chế độ xung. Các tham số xung có thể được điều chỉnh theo yêu cầu điều trị. Đây là một cái sơ đồ về máy CO2 chung. Thì chúng ta có nhiều ứng dụng cho một loại laser CO2 hiện đại. Trong đó mũi la dao laser được quét theo một cái chương trình xác định, được điều khiển từ máy tính từ xa. Và cái thiết bị này thì tính chính xác được nâng cao lên, nhờ đó hoàn thiện được bàn tay vốn rất mẫn cảm và tinh tế của bác sĩ, đúng không? Và tuy nhiên cái loại laser CO2 này có nhiều loại khác nhau và chúng ta đều có chung một cái sơ đồ khối như cái sơ đồ khối mà bạn đang được xem đấy. Laser CO2 chủ yếu là hấp thụ trong nước và dùng quang đông nông. Còn laser NDG thì được máu hấp thụ mạnh và do đó có ưu thế trong quang đông sâu và bốc bay khối tổ chức. Hai loại này thường được sử dụng trong trong y học với bước sóng là nằm trong khoảng 1.064 nanomet, công suất trong khoảng là từ 10 cho đến 100W, hoặc và bước sóng là 1.318 nanomet, công suất từ khoảng từ 5 cho đến 40W. Khác với laser CO2 thì luôn dùng hệ thống trục khuỷu, laser NDG cũng có thể truyền đi hết sức tiện lợi qua cái hệ sợi quang. Điều này tạo ưu thế mới cho laser NDG cũng có thể kết hợp với phương pháp hệ nội soi khi luồn qua sợi quang vào kênh dao hay là kéo cắt trong cái ống nội nội soi thông thường. Đấy, các thông số kỹ thuật của máy thì máy phát đối với laser NDG đấy thì có thể dùng để điều trị bệnh giảm áp đĩa cột sống,
Và các thông số của máy ấy, gồm là phát liên tục hay là phát theo chế độ chung, nó nằm trong khoảng từ 0,1 cho đến là 9,9 giây đấy, TR đấy. Và máy đếm thì có thể đếm được 999 chung. Công suất phát tại đầu laser là đạt đến là 50W, mật độ công suất có thể đạt đến mức là 39.000W trên 1 cm vuông. Nếu sử dụng nếu 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 mà chúng ta sử dụng cái đầu truyền tiếp xúc ấy, đấy, có cơ cấu kiểm tra năng lượng ấy. Và đó là toàn bộ những cái kiến thức về laser công suất thấp và laser công suất cao. Và nếu các bạn muốn biết thêm hoặc là các bạn có thắc mắc gì đó, bạn muốn biết thêm và bạn thắc mắc gì đó, bạn vui lòng inbox cho mình, vui lòng tương tác với mình. Hẹn gặp lại các bạn ở cái buổi học tiếp theo.